đánh bóng sạch sẽ. Trời mưa sấm chớp, không có đèn gường, đúng là trẻ trâu. Trên đây hay có một cái chốt quận 2 nè, mà không biết quận 2 có đứng không, không biết. Ở đó là ngay cái tổ công an luôn. Xe mình thì không có đi tạm gì, trừ khi mình vượt đèn đỏ thôi. Có cái bô của mình hơi lớn, không biết có bị đâm phó không đây. Ôi không có, mấy anh chưa có đứng. Em phô cái cuốn tủ ít á. Dạ. Mỗi em phô gì em gửi qua trước cho anh vậy nha. Dạ dạ. Dạ. Nhiều khi qua ngồi chờ lâu á. Hôm nay mình phụ sách bạn. Mình làm giáo dục mà. Mình phụ sách để luyện đề. Mình còn xiên xiên, lâu lâu mình lấy ra mình lau chùi, mình đánh bóng, mình đề máy nổ. Mấy tuần sau mình chán quá mình quăng luôn. Tại vì bạn rửa miết á, biết sao không? Rửa miết nó xét. Tại vì mình không có cái súng hơi, với lại làm sao lau mà lau sạch hết được. Rửa riết rồi nó xét. Thà cứ để nó khô ráo vậy. Ôi chết chết chết. Ui. Dơ quá. Chứ không phải dơ xe mình hết. Đánh bấm sạch sẽ. Rửa ráy. Cốc vô chùm mền. Lấy đi có một chút xíu mà nó đã về rồi nè. Xe này nó bắn nước dữ lắm, cái dèo của nó nhỏ quá. Cái này mình nối lên trên đây cũng được nè.
làm như vậy thì nó rườm rà quá, dưới đây nó không có đẹp cái xe. Yêu thì chịu thôi chứ biết sao giờ. À đúng rồi, hôm nay mình sẽ cho các bạn đi con đường này. Đây là con đường từ hồi nhỏ mình đi, mình đi xe đạp các bạn, cái xe đạp cùi bắp mà mình lao từ trên lao xuống dưới giữa một đêm trời mưa sấm chớp, không có đèn đường, không nhìn thấy luôn. Ở bên là một cái vực mà hồi đó mình chơi liều mạng đến mức như vậy á, đúng là trẻ trâu. Ôi cái chỗ này giờ nó bằng rồi. Nó bằng rồi chứ ngày xưa nó dốc lắm. Nó dốc mà dốc chú nhủi luôn á. Còn bây giờ nó đã bằng rồi. Uổng quá. Sao nhiều lần làm đường nó bằng rồi chứ ngày xưa đây không phải đường nhựa đâu, nó là đường đất đỏ lủng lỗ tùm lum mà. Ghê quá, bánh xe mình nó đang mềm, nó không đủ áp suất mà khi mình cua mình xoáy cái xịt cái bánh đó, mấy chiếc mô men sóng cao này mệt ghê sợ mà.